Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con nghe người ta nói là hãy tu hành thành Phật trước đi đã, rồi hãy xuống lại trần gian này mà độ chúng sanh. Chứ nếu chưa giác ngộ rốt ráo mà đi độ chúng sanh thì sẽ bị chúng sanh độ lại mình đó. Con xin Thầy chỉ dạy. Phật tử Tâm An Nhiên. Kính thưa đạo hữu Tâm An Nhiên cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta không biết là khi mà một vị Phật thành Phật được á, thì phải cần những yếu tố nào. Chúng ta nên nhớ như thế này: nếu như không có chúng sanh thì sẽ không bao giờ có Phật hết cả. Mình có thể hình dung như thế này: Phật giống như là hoa và trái, còn chúng sanh như là gốc rễ. Nếu như cây mà không có gốc rễ thì làm sao có được hoa trái. Tất cả Phật và Bồ Tát đều lấy chúng sanh làm cái đối tượng để cho mình hiện hữu trong cuộc sống này. Nếu như chỗ nào không có chúng sanh đau khổ thì Phật và Bồ Tát không có cái lý do gì để tồn tại hết cả. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tất cả chúng sanh vì cái nghiệp thức mà nó làm cái môi trường để cho nó hiện hữu trong cuộc đời này, thì Bồ Tát và Phật á, lấy cái môi trường của hiện hữu chúng sanh kia làm cái môi trường sống của mình. Và yếu tố thứ hai nữa, chúng ta thấy được rằng làm sao để có thể thành Phật và Bồ Tát khi mình không có tích tụ công đức, không hóa độ chúng sanh. Phật và Bồ Tát không phải là tự dưng chúng ta tu rồi làm ngơ tất cả trước những cái nỗi đau của nhân thế, rồi chúng ta không có chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu tu phước, không chịu làm tất cả những thiện sự. Mà thiện sự đó tức là cái việc lợi mình lợi người, nói chung là giúp đỡ những cái con người khác ta trong cuộc đời này, làm cho họ an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, có 3 phương diện để tu tập, đó là tự giác, giác tha mới đến giác hạnh viên mãn. Làm Phật, làm Bồ Tát, đó là yếu tố của giác hạnh viên mãn. Nhưng việc trước tiên là chúng ta phải tự giác để tu tập. Và việc thứ hai là mình phải giúp cho mọi người tu tập nữa. Hai phương diện này không thể nào chúng ta không làm để có thể đạt được đến cái thứ ba, đó là giác hạnh viên mãn. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì có một vị ẩn sĩ lớn tuổi ở trên núi đó, đi xuống ở dưới nhân gian để khất thực. Và khi đến đầu làng thì ông ta gặp một cái ao sen, và nơi cái ao sen kia có rất nhiều côn trùng nó đang sinh sống ở trong đó. Và ở trên bờ đó thì nó có những cái bóng mát, và có một vài vị đồng phạm hạnh đang tu tập ở đó, đang ngồi thiền. Và vậy là cái vị ẩn sĩ này cũng trải cái bồ đòn và ngồi thiền. Khi ông ta vừa nhiếp tâm một chút á, thì nghe cái tiếng đau khổ của những cái con trùng nó đang than vãn và nó kêu cứu ở dưới cái hồ kia. Cho nên ông ta chịu không nổi, đành phải xả thiền và bước xuống ở dưới hồ để mà cứu những cái con trùng như thế. Sau khi cứu xong rồi thì ông ta lại lên và tiếp tục ngồi thiền. Khi vừa nhắm mắt lại đó thì ông lại nghe cái tiếng của con trùng ở dưới hồ kia nó kêu cứu nữa. Vậy là ông ta liền bước xuống dưới để mà giải cứu cho những côn trùng khác. Cứ tiếp tục như thế, ông không sao để có thể ngồi thiền được. Mọi người xung quanh thấy như vậy rồi thì nói ông rằng hãy đừng có quan tâm tới những cái tiếng kêu ở phía ngoài. Tại sao ông không quán tất cả các cái tiếng kêu kia là vô thường, cũng như ông quán cái ảo tưởng của cái nghe của ông để mà ông ngồi thiền đi cho nó yên thân. Rồi có một vị khác lại khuyên ông rằng hãy tìm một cái chỗ khác để ngồi thiền đi, chứ đừng có ngồi ở đây mà bị cái ảnh hưởng của những cái con trùng kia. Rồi có một vị khác lại xen vào nói là thôi ông cứ hãy ngồi đây đi, nhưng ông hãy xem như là ông không hề nghe gì hết thảy. Ông cứ hãy làm như vậy thì ông sẽ nhiếp tâm được hơn. Lúc đó thì vị ẩn sĩ này liền nói rằng tôi đang cố gắng để tu tập theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó chính là lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh trong cuộc đời này mà đến đó để mà giúp đỡ. Cho nên tôi không thể ngồi ở đây để mà tụng chú đại bi được, trong khi trước mặt của mình là những chúng sanh đang kêu cứu và cần sự giúp đỡ của mình. Khi vị ẩn sĩ lớn tuổi này nói như vậy thì các vị kia đều im lặng và không nói lời nào hết thảy. Thưa tất cả quý vị, chúng ta không thể nào mặc kệ cái đau khổ của nhân gian để rồi chúng ta chỉ lo cho mình yên ổn không thôi, mà có thể thành được bất cứ cái thứ gì trong cuộc đời này cả. Chúng ta cần phải biết được rằng sự sống của ta đây là do sự cống hiến của tất cả mọi người trong trời đất này mà tích tụ lại cho mình. Vì thế mà nỗi đau của tất cả chúng sanh trong trời đất này đó, nó cũng có ảnh hưởng đến chúng ta không ít đâu. Vì thế mà trong tự thân của chúng ta đây có thể làm được gì, mang lại sự an lạc cho người khác thì chúng ta hãy làm đi. Đừng có đợi khi chúng ta thành cái gì rồi mình mới làm.
vì điều đó là xa vời với cái ngay hiện tại mà chúng ta có thể làm được. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã bảo trợ và chia sẻ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình cũng như thân quyến luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.